Thưa quý vị và các bạn, giá sách giáo khoa mới cao gấp 2 đến 3 lần sách hiện hành vẫn đang là vấn đề đang gây bức xúc trong dư luận xã hội. Dù đây là ở thời điểm kết thúc năm học cũ, học sinh bắt đầu nghỉ hè, nhưng cũng là thời gian mà các gia đình đăng ký và đóng tiền sách chuẩn bị cho năm học mới. Đây là danh mục sách và các sản phẩm giáo dục phục vụ năm học 2022-2023 mà chị Huyền nhận được từ nhà trường khi hai con gái vừa kết thúc năm học. Cụ thể, với bộ sách giáo khoa kết nối tri thức với cuộc sống lớp 3 theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 của nhà xuất bản giáo dục có tổng số tiền là 503.000 đồng. Tuy nhiên, điều chị Huyền băn khoăn là danh mục này có những cuốn sách giáo khoa mà con chị sẽ không sử dụng đến. Còn có thêm các cái môn mà bây giờ sách mới mà em thấy nó mới có ấy, như kiểu môn giáo dục an toàn giao thông này, hoặc là hoạt động trải nghiệm này, hoặc là những cái quyển như kiểu giáo dục thể chất ý, mà em thấy những cái sách đấy là các cháu hầu như là không thể sử dụng đến. Em cảm thấy rất lãng phí vì là hầu như gần một năm mà các con không sử dụng đến. Điều chị Huyền băn khoăn chính là một nguyên nhân khiến giá sách giáo khoa mới tăng cao mà ít được Bộ Giáo dục và Đào tạo và các nhà xuất bản nhắc đến. Đó là sách giáo khoa theo chương trình mới có thêm quá nhiều đầu sách bắt buộc so với chương trình cũ. Bộ Giáo dục Đào tạo đấy là cái đơn vị có thể quyết định cái số lượng sách giáo khoa nó ít đi so với yêu cầu thực tế. Thí dụ như trải nghiệm hay là giáo dục thể chất, mà thậm chí là giáo dục đạo đức nữa, thì cũng không nhất thiết gì là phải có sách giáo khoa cho học sinh, mà chỉ có sách giáo hướng dẫn cho giáo viên thôi. Và sau khi giáo viên hướng dẫn rồi, học sinh phối hợp rồi, thì tôi nghĩ hiệu quả nó tốt nhiều. Giá sách tăng 2 đến 3 lần có lẽ sẽ không là vấn đề với một số gia đình, nhưng với phần đông người dân thì đây là áp lực không nhỏ, nhất là khi giá cả hầu hết các mặt hàng đều tăng cao trong thời gian qua. Mình nghĩ nên tiếp tục trợ giá, bởi vì cái giáo dục ấy thì nó là tương lai của các cháu lâu dài. Và cái giáo dục của nó là phi lợi nhuận rồi, nên mình nghĩ là tiếp tục trợ giá để cho tất cả các cháu ở miền núi hay là những các bạn gia đình khó khăn có thể mua được, tiếp cận được. Sau khi dịch bệnh thì nguồn chi phí của gia đình cũng nhiều hơn so với bậc cha mẹ. Các bộ ban ngành kết hợp với nhau để đưa ra một cái mức giá hợp lý và có thể giảm bớt những cái số lượng sách không cần thiết. Sau nhiều bức xúc của dư luận về việc giá sách giáo khoa mới cao hơn 2 đến 3 lần so với sách hiện hành, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản kiến nghị Bộ Tài chính và Chính phủ xem xét quyết định đưa sách giáo khoa vào danh mục hàng hóa do nhà nước định giá tối đa để trình Quốc hội quyết định. Các chuyên gia cũng cho rằng sách giáo khoa là mặt hàng đặc thù, chỉ nên xã hội hóa ở từng khâu. Nhà nước sẽ bao cấp, hỗ trợ khâu nào đó để đảm bảo giá phù hợp đối với mọi gia đình, chứ không phải xã hội hóa ở tất cả các khâu để ra được một cuốn sách như hiện nay. Và trong phiên thảo luận về tình hình kinh tế xã hội tại Quốc hội diễn ra vào ngày hôm qua, thì nhiều đại biểu đã nhấn mạnh rằng việc tăng giá sách giáo khoa thời điểm này sẽ tạo thêm gánh nặng cho các gia đình có con em đến trường, nhất là ở những gia đình vùng sâu vùng xa, gia đình thuộc hộ nghèo. Đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cần phải rà soát tinh giản sách giáo khoa theo hướng thống kê danh mục sách giáo khoa bắt buộc đối với từng lớp học, cấp học. Ngoài sách giáo khoa bắt buộc thì số sách còn lại học sinh có thể tham khảo, tùy điều kiện cụ thể để chọn mua hoặc là không mua theo nhu cầu. Chương trình sẽ được tiếp tục với một nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay công ty trách nhiệm hữu hạn Hitezinro Việt Nam đã tổ chức lễ trao học bổng cho 20 sinh viên Việt Nam có thành tích xuất sắc, mỗi suất học bổng trị giá 20 triệu đồng. Quỹ học bổng của Hai Thư Chi Lô được thành lập từ năm 2017, trải qua hai kỳ trao học bổng 2017 và 2019, kỳ học bổng thứ ba tiếp tục được trao tặng cho 20 sinh viên Việt Nam. Đại diện công ty Hai Thư Chi Lô cho biết sẽ cam kết đóng góp nhiều hơn nữa vì sự phát triển tương lai Việt Nam. Điều này cũng là một phần trong chiến lược phát triển bền vững của doanh nghiệp. Tôi muốn cùng với thế hệ trẻ Việt Nam cùng vui, cùng buồn và cùng phát triển sự đồng cảm văn hóa hơn nữa. Làm được điều đó, việc kinh doanh của chúng tôi sẽ phát đạt hơn. Và khi việc kinh doanh được phát đạt hơn, tôi muốn được cống hiến nhiều hơn nữa cho xã hội và những người trẻ Việt Nam. Công ty trách nhiệm hữu hạn Hai Thư Chi Lô là tập đoàn sản xuất đồ uống có cồn của Hàn Quốc. Các sản phẩm rượu Chi Lô, soju và bia của tập đoàn hiện đang được xuất khẩu tới hơn 80 quốc gia trên thế giới. Thưa quý vị, theo kết quả xếp hạng chỉ số cải cách hành chính năm 2021, thành phố Đà Nẵng đã có sự trở lại ấn tượng với vị trí thứ 3 sau 2 năm vắng bóng.
Công tác cải cách hành chính tại đây đạt được những kết quả tích cực, đóng góp quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế xã hội, từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hoạt động hiệu lực hiệu quả, thể hiện rõ nhất qua các mô hình chuyển đổi số từ cơ sở, phục vụ tốt nhất cho người dân. Tại nhà văn hóa khu dân cư số 5, bà Niên đã được cán bộ phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ hướng dẫn thực hiện và thủ tục hành chính trực tuyến một cách nhanh gọn, thuận tiện. Đây là mô hình thí điểm trên địa bàn phường với hai nhiệm vụ chính là tạo tài khoản công dân điện tử và hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến qua cổng dịch vụ công thành phố. Thấy rất là tiện lợi và dễ dàng và không hao phí thời gian bao nhiêu hết. Với cái mức độ nhanh chóng như thế này thì mình nghĩ là sẽ có thành tích tốt. Sau thời gian thí điểm, phường Khuê Trung sẽ triển khai đồng bộ đến 26 khu dân cư còn lại với tổng số 42.000 dân. Mục tiêu đến hết năm 2022, 100% hộ dân có tài khoản công dân điện tử, hướng đến xây dựng chính quyền số, xã hội số. Ở cái góc độ là người dân được hưởng lợi một cách là nhanh nhất, ít tốn kém về công sức, về thời gian khi thực hiện cái giao dịch của mình. Từ đó là góp phần cho cái việc là cải cách hành chính, là tất cả các hồ sơ của họ được giao dịch qua cái giao diện cũng như cái phần mềm điện tử. Từ những mô hình chuyển đổi số từ cơ sở như xây dựng khu dân cư điện tử này, có thể thấy sự chủ động và quyết tâm cao của Đà Nẵng trong công tác cải cách hành chính hướng đến sự hài lòng của người dân. Đối với việc xây dựng chính quyền số thì đến năm 2025 thành phố cũng đã đặt ra cái mục tiêu hết sức rõ ràng. Đó là hướng đến cái việc chuyển từ cái mô hình giải quyết quản lý hành chính truyền thống sang một cái mô hình quản lý điều hành đô thị dựa trên dữ liệu số. Năm 2021, Đà Nẵng tiếp tục xếp thứ nhất cả nước về chuyển đổi số trên cả ba trục chính là chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Để tiếp tục giữ vững kết quả đạt được, Đà Nẵng sẽ tiếp tục thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030 theo nghị quyết 76 của Chính phủ, triển khai mô hình chính quyền đô thị, đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền, đổi mới việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp thông qua dịch vụ bưu chính công ích, ứng dụng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành và dịch vụ công trực tuyến. Từ đầu năm đến nay, tại khu vực cửa biển thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh và khu vực sông Cửa Việt sát với cửa biển thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, cát bồi lấp khá lớn, các tàu đánh bắt xa bờ của ngư dân không thể ra khơi. Đã có nhiều tàu của ngư dân phải nằm bờ hàng tháng trời do cửa biển và cửa sông cạn. Khu vực cửa biển Cửa Tùng, ngay ở giữa lòng cửa biển, cát bồi lấp làm cửa cạn như thế này. Đang là cao điểm đánh bắt cá vụ Nam, nhưng nhiều ngư dân ở Cửa Tùng vẫn không thể ra khơi. Hiện tại, ở khu vực dọc hai bên cửa biển Vĩnh Linh và Gio Linh, 2-3 tháng trở lại đây, có khoảng gần 30 tàu công suất từ 180 đến 250 CV của ngư dân không thể ra khơi. Hiện tại, các tàu không thể vào cảng cá Cửa Tùng để lấy nhiên liệu cũng như nhập cá. Các cái tàu xa bờ vào đó là mắc cạn còn chiếc đến 4 tiếng đồng hồ, cửa càng quá. Đề nghị các ban ngành nào vét cửa cho bà con Cửa Tùng là được ra vào thông suốt. Cũng như cửa biển Cửa Tùng, tại khu vực sông Hiếu giáp với cửa biển Cửa Việt, cát cũng bồi lấp nặng. Khoảng hơn 100 tàu đánh cá tại khu vực này, mỗi lần muốn cho tàu vào khu neo đậu hay ra khơi, ngư dân phải liên tục xem mực nước ở trên sông. Cảng ở đấy ạ, là nước thấp nhất là xuống phải tầm đến 3-4 mét, nhưng mà hoạt động tàu bè rất thì cạn, không ra không được, vào không được luôn. Để khắc phục kịp thời cái tình trạng bồi lấp, sở tham mưu cho ủy ban tỉnh chỉ đạo cho các sở ban ngành liên quan đề xuất với ủy ban nhân tỉnh các cái giải pháp để sớm khắc phục cái tình trạng bồi lấp cửa sông cửa biển. Năm nay giá xăng dầu lên cao, nợ ngân hàng chồng chất, trong khi cửa biển, cửa sông lại cạn như thế này, đang gây khó khăn với ngư dân Quảng Trị. Bộ Giao thông Vận tải và chính quyền địa phương cần có giải pháp bền vững trong việc nạo vét, khơi thông luồng lạch để ngư dân có thể vươn khơi bám biển, không để tình trạng tàu cá phải nằm bờ dài ngày.